còn hơn tầm đất rồi. Máy chạy rất là mau. Máy rất là to luôn. Hiện tại cây 95 này cắt làm hay làm nó cũng xong luôn mọi người. Toyota DC95GM. Bởi vì hiện tại là còn làm này nữa thì không luôn nha.
năm này nữa là được xong một nửa lô rồi, tiếp tục di chuyển qua nửa lô còn lại. Còn đường quá là nước, thằng nước ngã này cắt rất là chậm luôn. Dài quá các công đức.